Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 213. Chủ giảng Hình Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hành Trên, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 21 tháng 10 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Nhật Thiên Tử bắt đầu xem từ câu thứ 7. Tối thắng chàng Quang Minh Thiên Tử, đắc Quang Minh hộ chiếu nhất thiết thế gian, linh thành biện chủng chủng diệu công đức giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương chú giải câu này rất đơn giản, cho chúng ta một gợi ý. Ba ngày chỉ có tinh cần chuyên tâm tu thiện nghiệp, nhật quang biến chiếu đem đến cho chúng sanh vô hạn tiện lợi. Cổ nhân vô cùng quý trọng thời gian, gọi là một tấc quan âm một tấc vàng. Tấc vàng khó mua được tấc quan âm. Chúng ta suy nghĩ từng tầng ý nghĩa câu này, ý nghĩa vô cùng sâu xa. Tuy không nói rõ, thực tế thì gợi ý rất nổi bật. Một khi thời gian trôi qua, không bao giờ trở lại. Đây là chân tướng sự thật. Mà thế pháp và Phật pháp đều là vô thường. Tại vì sao? Trong kinh Đức Phật thường nói Phật pháp là duyên sanh, phàm là pháp duyên sanh đều vô thường. Khi duyên tụ thì hiện tướng, khi duyên tán tướng liền diệt. Người thấu triệt, họ hiểu được điều này. Có hiện tướng chăng? Không có. Pháp tướng duy thức tông khẳng định như vậy. Thế gian chỉ có thức, không có tướng, gọi là duy thức. Tướng từ đâu sanh ra? Tướng do thức biến. Năng biến là thức, sở biến là tướng. Tướng là quyển tướng. Hữu và Phật gọi là diệu hữu. Diệu hữu tức là giả hữu, tuyệt đối không phải chân hữu.
Tướng là có thật, có nhưng nó không tồn tại. Ở trước chúng ta đã giảng về đạo lý này, mất rất nhiều thời gian để nói rõ. Quả thật không tồn tại, đó là người thật sự giác ngộ. Người mê cho rằng tất cả pháp là thường trụ. Mọi thứ đều nghĩ về lâu, về xa. Vậy là sai. Người giác ngộ biết tất cả các pháp đều vô thường, đều không trụ. Không trụ nghĩa là vĩnh viễn không dừng lại. Nói sát na, sát na đã trôi qua. Sát na thứ hai tuyệt đối không phải sát na ở trước mắt. Tất cả mọi hiện tượng cũng đều như vậy. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói rõ cho chúng ta về chân tướng sự thật này. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Đây là thật sự giác ngộ. Không có gì là chân thật cả. Phạm vi pháp hữu vi bao quát quá lớn. Phàm những gì có tướng đều là pháp hữu vi. Cho đến trong tâm ta khởi ý niệm đều thuộc pháp hữu vi. Trong Bách Pháp quy nạp pháp hữu vi thành bốn loại lớn: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp. Chúng ta cần phải biết rằng tất cả đều là hư vọng, tuyệt đối không phải chân thật. Nếu cho là chân thật, đó là sai lầm. Nhưng Đức Phật đối với chúng ta, tuy tướng là giả, sự cũng không phải thật. Cho nên nói vạn pháp dài không, nhưng phải nhớ rằng nhân quả bất không. Ý nghĩa này rất thâm sâu. Nếu quý vị sơ suất cho rằng nhân quả cũng là không, vậy là sai hoàn toàn. Vì sao vậy? Vì có nhân nhất định sẽ kết quả, quả lại biến thành nhân, nhân lại biến thành quả. Nhân quả tuần hoàn liên tục mãi mãi không gián đoạn. Đây là chân tướng sự thật. Nói nhân quả bất không, tức là nói không có sự tuần hoàn biến hóa của nhân quả. Nhân sẽ biến thành quả, vậy là nhân không có. Quả lại biến thành nhân, quả cũng không. Nhân quả cũng không trụ, nhưng nó tương tục. Nhân thiện chính là thức năng biến, tức hiện tướng tốt, tướng thù thắng. Nhân ác hiện tướng xấu xa.
trong lục đạo ba đường lành là nhân thiện hiện, ba đường ác là nhân ác hiện. Gọi nhân quả bất không là nói về vấn đề này. Chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch. Đức Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, chấp tướng đoạn ác tu thiện, vẫn trôi lăn trong luân hồi. Lìa tướng đoạn ác tu thiện, vượt ra khỏi tam giới. Đây là chánh nhân của Niết Bàn. Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Chúng ta phải nắm bắt. Quý trọng mỗi tấc, mỗi phút thời gian. Ở đây Nhật Thiên Tử nhắc nhở chúng ta về điều này. Quang minh phổ chiếu, chúng ta ở trong Nhật quang quang minh phổ chiếu, tu tất cả thiện, sao xứng đáng với Nhật Thiên Tử? Nếu không biết lìa tất cả tướng, quang minh của Ngài phổ chiếu là hy vọng chúng ta làm điều này. Chúng ta ngày ngày làm việc này mới xứng đáng với Ngài. Ngài nhìn thấy sinh tâm hoan hỷ. Nếu làm việc xấu giữa ban ngày, Ngài liền lắc đầu. Quý vị hoàn toàn dùng sai quang minh biến chiếu của Ngài. Ngài hy vọng chúng ta thành tựu làm chủng chủng diệu công đức. Công đức là đoạn ác tu thiện, diệu tức lìa tất cả tướng. Lìa tướng tu thiện thành diệu công đức. Diệu công đức là đã giải thoát, vượt thoát lục đạo, ra khỏi mười pháp giới. Lúc Thế Tôn còn tại thế giảng kinh cho chúng ta, giảng Bát Nhã suốt 22 năm. Tổng kết những gì nói trong suốt 22 năm chỉ có 4 chữ: vô trụ sanh tâm. Vô trụ là diệu. Sanh tâm gì? Đoạn ác tu thiện. Sanh tâm này, tâm này chính là công đức. Đoạn ác tu thiện tuyệt đối không phải vì mình. Vì mình, quý vị chưa lìa tướng. Chư Phật, Bồ Tát thị hiện vô số hình tướng cho chúng ta thấy. Chúng ta cần phải lãnh hội, cần phải nhận ra. Ngài đoạn ác tu thiện là vì ai? Vì tất cả chúng sanh. Làm gương tốt cho tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh nhìn thấy, nghe thấy, giác ngộ,
phát tâm học tập theo Ngài. Đâu có gì mình, hai chữ lìa tướng này rất mơ hồ qua loa. Chúng ta nghe rồi cũng không biết để hỏi. Tưởng mình đã hiểu, đã lìa tướng. Lìa tướng gì? Tiếp tục truy hỏi đến cùng lại mê muội. Lìa tướng gì? Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, lìa bốn tướng: ngã tướng, dân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Lìa bốn tướng này mới thật sự lìa tướng. Trong bốn tướng, nhà Phật gọi ngã tướng là ngã chấp. Ba loại còn lại thuộc về pháp chấp. Hai loại ngã chấp và pháp chấp. Công phu tu hành thật sự của Bồ Tát là từ sơ phát tâm. Sơ phát tâm là giác ngộ. Bởi vậy trong Pháp Đại Thừa trước tiên là phát tâm. Phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Giác ngộ tức địa tướng. Chưa lìa tướng là chưa giác ngộ. Lìa tướng mới thật sự giác ngộ. Khi nào chúng ta phát khởi tâm Bồ Đề? Trong Kinh Bát Nhã nói rằng tâm Bồ Đề có năm loại. Chúng ta thuộc loại nào? Năm loại nói rõ giác ngộ có sâu cạn rộng hẹp khác nhau. Tâm Bồ Đề trong Phật Pháp Đại Thừa nói đạt đến tầng cao là xuất đáo Bồ Đề tâm. Xuất là ra khỏi mười pháp giới, đáo là đạt đến nhất chân pháp giới. Tiêu chuẩn này phải đoạn tận bốn tướng trong Kinh Kim Cang. Đây là thật sự giác ngộ. Sau khi giác ngộ, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đoạn ác chính là tu thiện. Bồ Tát, chư Phật Như Lai khắp hư không pháp giới, không nơi nào, không lúc nào không hiện thân. Hiện vô số thần tướng. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy thị hiện tướng hữu tình chúng sanh, thị hiện tướng vô tình chúng sanh.
giúp người khai ngộ. Tướng Ngài thị hiện đương nhiên không phải khiến tất cả chúng sanh đều khai ngộ, điều này không làm được. Chúng sanh nào khai ngộ? Chúng sanh căn tánh thuần thục. Hay nói cách khác, ít nhất cũng có một chúng sanh căn tánh thuần thục. Sự thị hiện của Ngài, một người được độ, một người thành Phật. Những người khác thì sao? Những người khác cho họ gieo trồng thiện căn mà thôi. Chắc chắn có một người thành Phật. Nếu không có ai, Ngài phải thị hiện thân tướng khác. Chư Phật Bồ Tát hiện tướng, chúng ta biết tùy tâm chúng sanh mà hiện ra như thế. Không phải tùy tâm mình. Tùy tâm mình ha, chẳng phải lại có chấp trước rồi sao? Lại chấp tướng. Vĩnh viễn hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không bao giờ vì mình, vĩnh viễn không có bản thân. Nói cho chư vị biết, cuộc sống đó gọi là đại tự tại. Quý vị thử nghĩ xem, nếu thường bố trí đề phòng người khác, làm sao mà sống nổi ngày tháng như vậy? Dù của cải nhiều đến đâu, địa vị cao cách mấy, tôi cũng không làm. Cuộc sống đó quá khổ. Quý vị xem cuộc sống của Phật Bồ Tát vô ngã. Có cái tôi mới phải đề phòng. Vô ngã, vô ngã tức không cần đề phòng. Tôi ở đâu? Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới đều là tôi. Đó là chân ngã. Tất cả chúng sanh trong xã hội từ sáng đến tối luôn lo lắng đề phòng người khác. Ngày tháng như vậy đáng thương, cuộc sống đau khổ biết bao. Chúng ta phải học chư Phật Bồ Tát đại tự tại, đại viên mãn. Khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều vì chúng sanh, không vì bản thân. Vì thế, dù lượng công việc rất nhiều, dù gian nan cũng không thấy mệt. Trước đây tôi từng giảng, Phật Bồ Tát ở tại thế gian là diễn kịch. Nhân sinh như vở kịch, biểu diễn cho đại chúng xã hội xem. Đại chúng xã hội là người xem, chúng ta là diễn viên. Chúng ta phải diễn vai này thật giống. Không chỉ giảng giải kinh điển cho người nghe, những gì nói trong kinh chúng ta phải thực hành cho họ thấy. Điều này chính là trong kinh điển Đức Phật thường dặn dò, vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn. Khiến người khác thấy quý vị biểu diễn, họ mới đến thỉnh giáo. Vì sao ta phải làm như vậy? Vậy là chúng ta có nói rồi. Hôm qua rất nhiều ký giả bao vây phỏng vấn chúng tôi. Họ thấy chúng tôi làm như vậy liền đến hỏi. Hỏi chúng tôi vì sao muốn phỏng vấn tôn giáo khác, vì sao chúng tôi quyên tiền cho tôn giáo khác.
chúng tôi ở đó hoằng pháp, liền giảng cho họ nghe. Họ liền phát biểu trên báo chí để mọi người đều hiểu rõ. Vì sao người thế gian không làm được? Vì có cái tôi. Việc tốt này do tôi làm, việc tốt kia do tôi làm, việc tốt của họ làm không liên quan đến tôi. Vì sao tôi phải giúp họ? Đây là quan niệm của người thế gian. Quan niệm của Phật Pháp không như vậy. Quan niệm của Phật Pháp là tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình. Người khác làm việc tốt tức là chính tôi làm việc tốt. Sao có chuyện mình không giúp chính mình? Hiểu rõ chân tướng sự thật này, đây gọi là giác ngộ. Tôi không giúp người khác là đang giúp chính mình. Đạo Cơ Đốc, đạo Thiên Chúa, họ sùng bái Thượng Đế. Thượng Đế như chúng ta vừa đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, chính là đoạn ở trước nói về Tam Thập Tam Thiên Chủ. Người một nhà, họ không biết chúng ta là người một nhà, chúng ta biết là người một nhà. Họ không biết là chính mình, chúng ta biết là chính mình. Đạo lý chính là đây. Ngày nay chúng ta siêng năng nỗ lực làm công tác xã hội văn hóa đa nguyên. Hòa thuận tất cả các chủng tộc khác nhau, dung hợp các tôn giáo thành một nhà. Có nhiều người hỏi tôi: thưa Thầy, vì sao Thầy có lý niệm này, có tư tưởng này vậy? Do đâu phát sanh? Sao Thầy lại có tư tưởng này? Tôi nói với họ, đây là thực hành Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Qua bộ kinh này chúng tôi đã học được những điều đó. Học rồi cần phải thực hành, phải làm được, vậy mới không uổng công học. Giảng kinh ngày ngày giảng trên bục giảng, biết giảng, rời khỏi giảng đường vẫn là thị phi nhân ngã, vẫn đối lập với tất cả chúng sanh. Do đây có thể biết, ở trong giảng đường quý vị cũng chưa giác ngộ. Nếu thật sự giác ngộ, ra khỏi giảng đường vẫn không mê. Vừa ra khỏi giảng đường làm mê, chứng minh ở trong giảng đường quý vị cũng không giác ngộ. Bây giờ chúng ta đọc đến Nhật Thiên Tử. Nói như hiện nay Nhật Thiên Tử là mặt trời. Bản thân phát quang. Bây giờ chúng ta mỗi buổi tối, khi trời đẹp nhìn thấy sao trên trời, mắt thịt, mắt tốt, đại khái có thể thấy được 6.000 ngôi sao. 6.000 ngôi sao này đều là Thái Dương, đều là Nhật Thiên Tử. Là đoạn mà bây giờ chúng ta đang học.
Những ngôi sao phóng quang này dạy chúng ta điều gì? Đoạn kinh văn này là Ngài dạy chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sống giữa ban ngày mà không biết gì cả, mù mờ không giác ngộ. Quả thật, hiện nay chúng ta biến thành người gỗ, mất hết tri giác, không có tri giác. Tiếp thu giáo huấn của Phật, đọc kinh Phật, tri giác chúng ta dần dần khôi phục, biết đau khổ. Đối với tất cả người, sự vật trong thế gian dần dần có cảm nhận không giống nhau, có một vài cảm thọ. Những gì hôm nay chúng ta làm chính là phản ứng tự nhiên của cảm thọ này. Chư Phật Bồ Tát ngày ngày đang làm, xưa nay chưa từng gián đoạn. Đây gọi là lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Bây giờ chúng ta thường nói vì chúng sanh, vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Là báo ân chúng sanh. Vì Phật Pháp là báo ân Phật. Ngày ngày đọc kệ hồi hướng, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba điều. Mỗi người học Phật đều biết đọc. Nhưng không hiểu ý nghĩa hai câu này. Sao biết quý vị không hiểu? Quan sát từ hành vi, quan sát từ tư tưởng, quý vị không có ý niệm này, không có ý niệm báo ân, quý vị cũng không có hành vi báo ân. Quả nhiên có ý niệm và hành vi báo ân, tư tưởng hành vi của quý vị sẽ khác đi. Nhất định tuân theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, đầy đủ tính giải. Thọ trì phụng hành, quý vị thật sự có tâm, nếu không tin, không hiểu giáo huấn của Phật Bồ Tát, không thể làm được, đó chính là tê liệt, không biết gì cả. Thật sự thông đạt thấu suốt, đâu có đạo lý không làm. Nhất định toàn tâm toàn lực, siêng năng nỗ lực mà làm. Có một số người sợ làm như vậy phải chăng quá khổ? Người thế gian, người có phước báo, từ sáng đến tối ít lo ít phiền. Mỗi ngày ngồi uống trà nói chuyện, xem TV, quý vị hỏi họ có khổ hay chăng? Rất khổ. Thật, không phải giả. Ngày tháng sống rất khổ.
Đây lại là đạo lý gì? Nói cho chư vị biết, vì bản thân là khổ, hưởng thụ cũng là khổ. Vì chúng sanh mới được niềm vui lớn, mới được đại tự tại. Những kinh văn này, những lời này, chư vị đồng học đều nghe rất nhiều. Tuy thường nghe, không thâm nhập. Vì thế bản thân cũng không được thọ dụng. Hay nói cách khác, không thật sự hiểu biết. Do đó, không thể không đọc kinh, không thể không nghe nhiều, không thể không thường giảng. Trước đây, tôi thân cận thầy Lý Bính Nam. Thầy thường dạy rằng, giảng kinh không được gián đoạn, dù chỉ một ngày. Phải giảng hàng ngày. Về sau, chúng tôi thấy trong Đại Kinh, thì ra là như vậy. Đức Phật ngày ngày giảng, xưa nay chưa từng gián đoạn. Bồ Tát ngày ngày giảng, xưa nay cũng chưa từng gián đoạn. Nói cho chư vị biết, 24 tiếng đều chưa từng gián đoạn. Có thể quý vị nghe xong cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải lúc Đức Phật nghỉ ngơi, Ngài không giảng ư? Lúc nghỉ cũng không gián đoạn. Chúng ta chấp tướng, cho rằng như thế nào, nhất định khi Phật mở miệng nói mới gọi là giảng kinh. Nếu Ngài không nói, tức không giảng kinh. Chúng ta đã chấp tướng, Phật không mở miệng, không nói một câu nào, vẫn là đang giảng kinh. Nói bằng gì? Toàn thân thuyết pháp. Có thật vậy chăng? Thật vậy. Ai biết? Trong Kinh Kim Cang nói Tôn giả Tu Bồ Đề biết. Đức Phật đi, đứng, ngồi, nằm đều đang thuyết pháp. Do đó chúng ta mới lãnh hội được, gọi là ngôn giáo. Ngôn giáo là mở miệng nói với quý vị thân giáo. Đi đứng ngồi nằm là thân giáo. Ý giáo. Ý là vô tận trí tuệ. Vô tận từ bi. Ý giáo. Thân giáo là gì? Làm gương cho chúng ta thấy. Đi đứng ngồi nằm đều buông bỏ. Không mảy may nhiễm trước. Đi đứng ngồi nằm đều lợi ích hết thảy chúng sanh, đều là giáo hóa chư vị Bồ Tát.
Chúng ta phải học tập điều này. Căn bệnh lớn nhất của người thế gian là không buông xả được. Đức Phật thị hiện cho chúng ta thấy Ngài buông bỏ tất cả, không hề chấp trước, buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên cuộc sống hàng ngày là Đại Phương Quảng, chính là Phật Hoa Nghiêm. Vô lượng vô biên Phật Pháp, Thế Tôn và chư Đại Bồ Tát đều hiển lộ trọn vẹn trong cuộc sống hàng ngày. Phải đến khi nào chúng ta mới thấy được giống như tôn giả Tu Bồ Đề vậy, nhận rõ ràng? Do đó chúng ta cũng phải nhập cảnh giới này. Đây là dạy chúng ta phải biết quý trọng thời gian, phải nắm bắt tốt thời gian, thành tựu đại hạnh, lìa tướng tu thiền. Đừng để thời gian trôi qua vô ích. Câu thứ 8 bên dưới: Bảo kế phổ quang minh thiên tử, đắc đại bi hải hiện vô biên cảnh giới, chủng chủng sắc tướng bảo giải thoát môn. Bồ Tát Bảo Kế đại từ đại bi thị hiện, vô số sắc tướng cho chúng sanh. Nói như ngày nay, chính là nền văn hóa đa nguyên phong phú đa dạng hiện nay. Đại sư Thanh Lương chú giải đoạn này văn tự không nhiều, trước tiên nói về biển đại bi, vô duyên đại từ, ngồi dưới đạo thọ, hiện ra vô số kỳ bảo. Bồ Tát có thể làm như vậy, như vừa mới nói, thật sự đã giác ngộ. Tâm giác khởi dụng chính là từ bi. Sở dĩ tâm từ bi không sanh khởi là ta đang mê, không phải đang giác. Tâm giác khởi dụng là đại từ đại bi. Trong kinh Phật nói, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Duyên nói với hiện nay là điều kiện, vô duyên là vô điều kiện. Vì sao vô điều kiện? Chư Phật Bồ Tát biết
hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới với mình là đồng thể, đồng một thể. Phàm phu chúng ta mê muội không biết. Tất cả chúng sanh trên địa cầu, mấy người giác ngộ, tất cả chúng sanh đều sống trên địa cầu, đều phải nương địa cầu mà sống. Địa cầu là sinh mạng cộng đồng thể của chúng ta. Địa cầu giống như một quả quýt, trái quýt thối, vô số chúng sanh là vi khuẩn trong trái quýt đó, đều từ đó sanh ra, đều không thể tách rời nó. Đây là nói từ sự tướng. Mấy người nhận ra điều này, Đức Phật nói càng thâm sâu, càng nói chân thật. Hư không pháp giới từ đâu sanh ra? Sinh mạng từ đâu đến? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói với chúng ta: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm chỉ có một, không có hai. Chân tâm, tâm ở đâu? Không biết. Mở đầu Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tôn giả A Nan cùng nhau thảo luận tâm ở đâu. A Nan nói ra bảy chỗ đều bị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phủ định. Nói tâm ở đâu đều không phải. Vì sao vậy? Vì tận hư không biến pháp giới là một tâm. Tâm năng hiện, hết thể pháp thế xuất thế gian đều tự tâm biến hiện, giống như giấc mộng vậy. Ban đêm ta nằm mộng thấy cảnh giới đó, mộng từ đâu đến? Do tâm ta biến hiện ra. Cảnh mộng là sở biến, tâm là năng biến. Nếu khi nằm mộng chúng ta muốn hỏi tâm năng biến ở đâu, trong Phật Pháp nói toàn vọng tức chân. Toàn bộ cảnh mộng chính là tâm của mình. Toàn chân tức vọng, chân tâm của mình đã hóa thành cảnh mộng. Chúng ta lãnh hội thêm câu này một chút. Tâm chúng ta ở đâu? Tận hư không biến pháp giới chính là tâm ta. Tâm ta đã hóa thành hư không pháp giới. Trong Kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường nói ba đời mười phương Phật không những cùng chung một pháp thân mà còn cùng một tâm một trí tuệ. Đức Phật rất rõ ràng, Đức Phật rất minh bạch, Ngài đã giác ngộ. Đây gọi là chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Phàm phu không hề biết, mê hoặc. Mê cũng tốt, ngộ cũng tốt. Chân tướng sự thật không bị mê ngộ làm ảnh hưởng.
Vì thế mê ngộ tại người, trong chân tướng sự thật không có mê ngộ. Nói cho chư vị biết, trong tánh không có mê ngộ, trong tướng cũng không có mê ngộ. Mê ngộ tại người. Tướng là huyễn tướng, biến hóa tùy theo mê ngộ của chúng sanh, cho nên mới biến thành 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. 10 không phải chữ số. Đặc biệt là trong kinh điển Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa nói đến bất kỳ con số nào đều là biểu pháp, đều tượng trưng cho đại viên mãn. Nếu xem nó thành con số, sai lầm. Quý vị không hiểu được lời Phật nói. Hoa Nghiêm đa phần dùng 10 tượng trưng sự viên mãn. Kinh Di Đà dùng 7 tượng trưng sự viên mãn. Trong Mật Tông dùng số 12, dùng số 16, cũng là tượng trưng sự viên mãn. Pháp không có nói pháp gì nhất định. Mỗi câu mỗi chữ đều tượng trưng đại viên mãn. Nghĩa thú của mỗi câu mỗi chữ đều hiển thị ra đại tự tại. Trong kinh luận thường nói, hiểu sâu nghĩa thú. Điều này đa phần đối với người học kinh giáo mà nói. Người nghiên cứu kinh giáo hiểu sâu nghĩa thú, tức là kiến tánh. Sâu là đã kiến tánh. Kiến tánh chính là thấy được chân tướng sự thật. Tâm đại từ đại bi tự nhiên sanh khởi. Trong văn tự này, ngồi dưới đạo thọ hiện ra nhiều kỳ bảo. Phật pháp quả là khó hiểu. Nếu quý vị nhìn thấy đạo thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây bồ đề thì hiện thành đạo, quý vị hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa. Thọ là gì? Thọ là tượng trưng kiến lập. Thành lập tượng trưng ý nghĩa này, không phải là một gốc cây thực sự. Kiến lập chánh pháp, kiến lập việc dạy học của trí tuệ và thần thông. Nói như hiện nay, người bây giờ gọi trí tuệ là triết học, gọi thần thông là khoa học. Chính là thiết lập việc dạy học của triết học và khoa học. Đây là thọ. Ngồi dưới cội cây là tâm an trú trong đó. Trong sự nghiệp này, tâm bất động, không dao động. Phát tâm phát nguyện, và Phật gọi là tận hình thọ. Đời này nỗ lực làm sự nghiệp này.
Nếu quý vị thấy không hiểu, học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi một gốc cây ngồi dưới đó, Phật nhìn thấy chắc tức chết. Quý vị hoàn toàn hiểu sai ý của Ngài. Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề là dạy chúng ta điều này. Quý vị thấy có hiểu chăng? Vì thế không nói một lời nào, ngồi ở đó Ngài đang dạy chúng ta, quý vị không nhận ra. Hiện ra nhiều kỳ bảo. Trí tuệ là bảo, kỹ thuật cũng là bảo. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, đây đều là bảo. Bảo thì đâu đến? Ngồi dưới cội Bồ Đề mà ra. Phật Pháp sợ nhất là chấp tướng. Một khi chấp tướng là hỏng. Đặc biệt cổ đức nói rất hay: y văn giải nghĩa tam thế Phật quan. Quý vị không hiểu ý Phật, y theo mặt chữ mà giải thích, hết thảy chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều kêu quan. Quý vị hiểu sai ý Ngài, căn bản không hiểu ý của Ngài. Mỗi câu mỗi chữ đều hàm nhiếp vô lượng nghĩa. Câu bên dưới giải thích: chủng chủng sắc tướng bảo. Sắc tướng, Đại sư Thanh Lương nói rất hay: ứng ngôn bảo sắc tướng. Điều này thuận với cách nói của người Trung Quốc. Cách nói của người nước ngoài, câu của họ trái ngược với chúng ta. Họ nói sắc tướng bảo, người Trung Quốc nói là bảo sắc tướng. Kinh Phật được dịch ra từ tiếng Phạn. Ngữ pháp tiếng Phạn và ngữ pháp tiếng Trung Quốc khác nhau. Bảo sắc tướng, viên minh đáng quý. Lấy bảo làm thể, cho nên bảo trang nghiêm. Đây là trước tiên giải thích sự tốt đẹp của sắc tướng. Viên mãn quang minh, viên tức không có khiếm khuyết, minh là sáng tỏ, nổi bật, đáng yêu, đáng quý. Lấy bảo làm thể, bảo là gì? Nếu quý vị xem bảo này như kim ngân, lưu ly thất bảo mà người thế gian nói, vậy là ta nhìn sai. Những thứ đó có lợi ích gì? Không có, trái lại còn tự tại hơn. Có nó mà chết đi được. Cất giữ một ít kim ngân bảo vật, từ sáng đến tối phập phồng lo sợ, sợ bị ăn trộm, sợ người cướp mất, sợ có người đến hại mình đoạt của. Không có một ngày an tâm. Không có, vậy là được đại tự tại, không cần lo lắng gì cả.
Phật Pháp không nói đến loại bảo này. Bảo của Phật Pháp là gì? Trí tuệ là bảo, từ bi là bảo. Đây mới thật sự là viên minh đáng quý. Viên minh là chỉ trí tuệ, đáng quý là chỉ từ bi. Đây là thể. Trí tuệ và từ bi khởi tác dụng vô lượng vô biên. Ở đây Đại sư Thanh Lương đưa ra ví dụ đầy đủ 10 liên hoa tạng trần số, cho nên gọi là chủng chủng. Mười liên hoa tạng trần số là tượng trưng, tượng trưng tận hư không biến khắp pháp giới, vô lượng vô biên không có cùng tận. Trí tuệ và từ bi của Ngài phổ biến pháp giới, cho nên gọi là chủng chủng. Mỗi Bồ Sát tướng dụng khắp pháp giới, khởi tác dụng đều chu biến pháp giới. Danh hiện vô biên cảnh, cảnh là cảnh giới. Ý cảnh này phàm phu chúng ta không thể lãnh hội được, nói cũng không nói được. Khi nào lìa bốn tướng, cảnh giới này liền hiện tiền. Không lìa bốn tướng, chư Phật Như Lai nói, quý vị cũng không hiểu. Nếu lìa bốn tướng, mấy câu đơn giản này, quý vị hoàn toàn thấu hiểu, lãnh hội được. Cho nên pháp hỷ sung mãn. Chư Phật Như Lai như vậy, chúng sanh nào không như vậy? Lúc này mới hiểu được, tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Chúng sanh bây giờ có phải chăng? Phải, không sai chút nào. Vốn thành Phật. Bản thân ta không cảm thấy như vậy, cho rằng mình là phàm phu sanh tử. Trong mắt chư Phật thấy chúng ta là vốn đã thành Phật, hoàn toàn không phải giả. Trong mắt quý vị thấy tất cả chư Phật cũng là phàm phu, nói với quý vị cũng không phải giả. Nguyên nhân gì? Tướng tùy tâm chuyển. Quý vị dùng tâm luân hồi, thấy tất cả chư Phật Bồ Tát đều là chúng sanh luân hồi. Phật Bồ Tát dùng giác tâm viên mãn, thấy hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo, chứng minh tướng tùy tâm chuyển. Tướng là giả. Dạy học của Phật Pháp, mục tiêu là
và chúng ta biết cách chuyển. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển tâm luân hồi thành tâm viên giác, đại giác viên mãn. Chuyển như thế nào? Nhất định phải xả bỏ tâm luân hồi. Tâm luân hồi là gì? Tự tư tự lợi là tâm luân hồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là tâm luân hồi. Phải buông bỏ. Trong tâm ta còn vướng mắc, còn âu lo, đó là tâm luân hồi. Còn có phân biệt, còn có chấp trước, vẫn chưa buông được, là tâm luân hồi. Tâm viên giác là tâm gì? Thiền tông Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: bổn lai vô nhất vật. Trong tâm không có gì cả. Sạch sẽ, không chút ô nhiễm. Đó là thanh tịnh. Không có chút phân biệt nào, đó là bình đẳng. Thanh tịnh và bình đẳng viên mãn chính là giác tâm viên mãn. Đó là chân tâm, đó là chính mình. Tông Bôn thường nói: bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra. Bản lai diện mục như vậy. Vì sao chúng ta không buông bỏ? Vì sao vẫn còn phân biệt? Vì sao vẫn còn chấp trước? Vì sao vẫn còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo? Trước đây không biết nó là giả, không biết đây là sai lầm. Bây giờ biết được, toàn là giả, toàn là sai lầm. Là giả, là sai, cần phải buông bỏ. Thật mới nắm giữ. Khi nào trí tuệ khai, tâm từ bi phát, ta biết rằng mình đã khế nhập cảnh giới. Sau cùng Đại sư Thanh Lương kết luận: như vậy đều từ biển đại bi chảy ra. Biển từ bi bao hàm dung nạp, không hề chọn lựa hiện ngu. Nhà Phật thường nói: từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Điều này có thể làm chứng minh. Chúng ta học Phật, trước tiên phải biết dung bồi tâm từ bi của mình. Bắt đầu từ đâu? Cũng chính là nói bắt đầu hạ thủ từ đâu.
Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan nói phương tiện tối sơ. Phương tiện tối sơ chính là hỏi ta phải bắt đầu làm từ đâu. Ta thương người yêu vật, nuôi dưỡng tâm từ bi từ đây. Dùng tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Yêu thương vạn vật, yêu thương bình đẳng động vật thực vật. Không dám khinh mạng, càng không được làm hại. Bắt đầu làm từ chỗ nhỏ nhất. Một tờ giấy. Bây giờ chúng ta thường dùng khăn giấy, ta dùng để lau mặt. Lau xong do tròn lại dứt một bên, không cung kính. Người ta cúng dường quý vị, quý vị lại đối với người ta như vậy, không có tâm từ bi. Người nhân từ sau khi dùng xong vẫn xếp nó lại rất ngay ngắn đặt một bên. Từ đó nhìn thấy được quý vị có giáo dưỡng hay không, có được tiếp thu giáo dục hay không. Chúng ta tiếp xúc với đại chúng là nhìn từ những phương diện này. Tâm từ bi của họ được bao nhiêu? Tâm yêu thương của họ được bao nhiêu? Hiện nay mọi người học kinh, kinh bây giờ là bản phổ cập, rất phương tiện. Quý vị có thể làm ký hiệu trong đó, có thể viết lên đó, mở ra xem, thấy quý vị làm ký hiệu trong đó, vẽ lung tung cả, chữ viết ẩu tả, không có tâm từ bi, không có chút cung kính nào. Nếu quý vị nhìn thấy Đại sư Hoằng Nhất sẽ sinh tâm hổ thẹn. Đại sư Hoằng Nhất đọc kinh sách cũng viết chữ, chữ ngài viết rất ngay ngắn, chữ rất nhỏ. Chúng ta xem xong rất hổ thẹn, bản thân chúng ta cảm thấy mình viết bút ký không tệ lắm, nhưng so với Đại sư Hoằng Nhất thì thua xa, không bằng ngài. Chữ ngài viết rất nhỏ, bây giờ một số người phải dùng kính lúp mới thấy được. Quả thật chữ chỉ lớn như con kiến, rất ngay ngắn, không hề cẩu thả. Ngài là một người rất tỉ mỉ. Trong sách ngài dùng rất nhiều màu làm ký hiệu, cũng dùng rất nhiều màu để viết chữ. Hiện nay chưa từng thấy, không có tấm gương hiếu học như vậy. Chúng ta quá ẩu tả, quá tùy tiện, sao có thể học thành tựu được? Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Chúng ta hình như rất dụng công, nhưng không có tâm thành kính. Vì thế cũng dùng rất nhiều thời gian, cũng mất rất nhiều tinh thần, hiệu quả không lớn.
Phải chăng trí tuệ thông minh của chúng ta không bằng cổ nhân? Tuyệt đối không phải. Thông minh trí tuệ của chúng ta tuyệt đối không kém người xưa. Vấn đề thật sự là do chúng ta không có tâm từ bi cung kính như cổ nhân. Vì thế không thể đạt được thành tựu thù thắng như họ. Đạo lý là như vậy. Một phần thành kính được một phần lợi ích vô cùng chính xác. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Chúng ta nhiều người như vậy cùng ở đây học bộ kinh này. Người mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Người một phần thành kính được một phần lợi ích. Người không có tâm thành kính, tuy ngày ngày cùng nhau học tập, họ cũng không đạt được lợi ích. Trước đây chúng tôi thân cận Thiền Tri Thức, đồng học rất nhiều. Thầy giáo nhất định không hề thiên vị. Tâm thầy thanh tịnh, bình đẳng. Giảng kinh thuyết pháp rất bình đẳng, phổ chiếu. Mỗi học sinh được lợi ích không giống nhau, hoàn toàn ở thành kính, hoàn toàn ở từ bi, biểu hiện ở chỗ yêu vật. Xuất gia học Phật, học Phật bất luận tại gia hay xuất gia, viết chữ ngay ngắn là được. Chúng ta không phải nhà thư pháp, không yêu cầu viết chữ đẹp như thế nào để người thưởng thức, không cần, ngay ngắn là được. Quý vị thấy chữ đại sư Ấn Quang viết quy củ ngay ngắn, đây là thể hiện làm gương cho chúng ta. Văn dùng để truyền tải đạo lý, không chú trọng cái đẹp của văn tự, mỹ quan của thư pháp. Không phải ở đây, đó là tài nghệ. Người xuất gia cũng từ bỏ điều này, làm thật ngay ngắn, thật thà. Nội dung bài viết là lợi ích chúng sanh, giúp chúng sanh giác ngộ. Công đức này rất viên mãn. Ý nghĩa trong câu này rất sâu, rất rộng. Chúng ta cần phải biết học tập. Hôm nay thời gian đã hết, chỉ nói đến đây thôi.